Nếu hôm nay cô không đuổi cô ta ra khỏi trường này, tôi sẽ kiện trường đại học của cô. Tôi sẽ đuổi học Mehmet ra khỏi trường đại học này. Đủ rồi, bây giờ chỉ cần giết cô ta. Không thể giết Mehmet sao chứ? Tránh xa tôi ra. Bởi vì bất cứ khi nào tôi nhìn thấy anh, tôi đều nhớ đến sai lầm lớn nhất của mình trong cuộc đời. Sai lầm khi tin tưởng một người đàn ông như anh. Bà không biết tình yêu của họ mạnh mẽ như thế nào đâu. Họ đã chiến đấu với định mệnh để trở lại cuộc sống của nhau. Kiếp trước bọn họ đã trở về để báo thù cho việc giết người. Hãy nhìn họ, những người này sẽ giết tôi. Anh ấy đã say rồi, nếu em đánh anh ta, vấn đề sẽ trở nên tồi tệ. Anh ấy sẽ la lên, sẽ hét to lên. Mọi người sẽ tụ tập bên ngoài ngôi nhà của chúng ta. Và nếu cảnh sát đến, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Đây là gì vậy mẹ? Những người đó là ai? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người đàn ông này là ai? Mẹ đang làm gì vậy mẹ? Aris, chỉ là mẹ của anh không được khỏe. Cuộc sống bà ấy đang gặp nguy hiểm. Vì vậy tôi đang giúp bà ấy phục hồi bằng cách thực hiện các nghi lễ thôi. Cái quái quỷ gì vậy? Nghi lễ sao? Mẹ đang làm gì vậy? Đây có phải là một trò đùa không? Người đàn ông này là có thật không vậy? Mẹ, mẹ nên trải qua điều trị ở London. Đây là một sự điên rồ. Mẹ đã nói chuyện với bác sĩ chưa? Aris, hãy nghe mẹ đi. Nghe nè, tây y không giúp được gì đâu. Đây là lý do tại sao mẹ dựa vào điều trị của Ấn Độ. Nghe nè, công việc của con vẫn chưa hoàn thành. Con phải tìm một nhà tài trợ cho mẹ. Con sẽ tìm mà. Nhưng con không đồng ý với tất cả những điều này. Chúng ta sẽ làm theo hướng dẫn của bác sĩ mà mẹ. Hãy làm như vậy đi. Chỉ một chút thôi. Cầm lấy cái này. Làm ơn, đi đi. Làm ơn. Đồ ngu ngốc. Không ai dám sỉ nhục ta hết. Aris, đừng thiếu tôn trọng cho ông ấy. Ông ấy đang giúp mẹ mà. Được rồi. Làm ơn đi khỏi nơi này. Aris, con đang làm chuyện gì vậy? Mẹ đã nói cho con là ông ta đang giúp mẹ mà. Đi ra ngoài đi. Mẹ à, tất cả những điều này sẽ không giúp mẹ phục hồi. Mẹ cần điều trị thích hợp. Hãy để con giúp mẹ. Làm ơn đi mà. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với mẹ, con sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Làm ơn đi ngay đi mà. Thưa ngài. Aris, mẹ. Mẹ. Mình tự hỏi khi nào mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn đây. Còn người đó tạo ra vấn đề cho chúng ta mỗi ngày. Hắn làm cho chúng ta xấu hổ trước mặt người dân trong khu phố này. Con không hiểu gì hết. Tại sao điều này xảy ra trong ngày hôm nay chứ? Mẹ hết rất tức giận. Con hy vọng con bé không chiến đấu một mình nữa. Đây, đưa cái này cho ông Sama. Bảo mấy làm cho Sara uống nó đi. Thưa bà, tôi đã nói chuyện với người gác cổng. Sara vẫn chưa trở về nhà. Đi đến Chanichok và tìm anh ta. Hãy cẩn thận, dậy đi nào. Nghe nè thưa ông, hãy để tôi ngã vì sai lầm của mình. Tôi sẽ tự động đứng dậy. Hãy nhìn vào điều này đi nào. Ôi không, cậu ta đã phát điên rồi. Giữ cậu ta lại đi nào. Nè, đứng ngay tại đây, đứng yên ở đây. Khôn ngoan thì đừng có hành động nào. Thưa ông, tôi có thể đứng vững mà không cần sự hỗ trợ của bất kỳ ai. Đứng thẳng, đừng di chuyển nữa. Đứng yên ở đây nào. Thưa thầy, hãy cho anh ta uống cái này. Nhanh lên, uống cái này vào và tỉnh táo lại đi nào. Thưa ông, tôi sẽ nôn mửa sau khi uống cái này đó. Chỉ có Mehmet mới có thể đưa cho tôi trở lại với cảm giác của mình. Giúp anh đi nào, Mehmet. Nè, lại đây nào. Đừng cư xử theo cách này. Con chờ xem, hãy để ông Sama đối phó với anh ta. Nghe nè Mehmet, anh có thể tự mình chăm sóc bản thân. Em không cần phải chịu rắc rối gì anh đâu. Vấn đề là anh không thể tránh xa Mehmet được. Thưa ngài, tại sao ngài lại lo lắng chứ? Hãy tha thứ cho cháu đi nào. Cháu đã say rồi,
Khôn ngoan thì dừng ngay hành động đó lại và uống cái này vào. Sao ra, hãy uống thứ này nào. Nó sẽ đưa cậu trở lại với cảm giác của mình. Uống nó nhanh lên. Bà à, cháu cảm thấy muốn nôn mửa nếu cháu uống thứ này đó. Nè, hoàn toàn ổn mà, uống đi. Thưa ông, hãy nhanh chóng đổ nó vào miệng anh ta. Được, các người không thể ép tôi. Bà, mẹ hết. Lợi dụng tình yêu của tôi dành cho cô ấy sao? Tôi không muốn uống nó đâu. Tôi không muốn uống thứ này. Uống nó, anh sẽ cảm thấy tốt hơn. Chỉ cần uống nó thôi. Tôi không muốn uống đâu. Nhanh lên, anh có thể làm điều này. Uống nó nào. Nè, tôi không thể nào tha cho anh được. Mẹ hết. Nó bị kẹt trong khí quản cậu ta rồi. Không sao đâu, nó đã làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên khó khăn rồi. Sao ra, hãy đánh tôi đi. Giết tôi nếu các người muốn. Tôi biết chính xác các người đang muốn trả thù tôi. Mẹ hết, em đừng giận dữ. Và về hành vi của anh ta sao? Anh ta đang sất sược, nhưng mẹ không nói cho anh ta bất cứ điều gì. Kể từ khi anh ta bước vào cuộc sống của con trở nên khó khăn. Anh ta đã quấy rầy con từ khi còn nhỏ. Còn đến đây để thực hiện ước mơ của mình, anh ta cũng không cho phép con làm điều đó. Anh ta luôn cố gắng tạo ra vấn đề cho con. Không biết tại sao rồi, anh ta không thể thấy một người phụ nữ nào tốt hơn anh ta trong cuộc sống này. Hãy nhìn anh ta đi, bây giờ anh ta đang giả vờ. Đầu tiên anh ta đang giả vờ yêu con. Anh ta đang thực hiện một hành động đó. Nào, hãy ném anh ta ra khỏi đây đi. Điều gì xảy ra hôm nay vậy chứ? Đầu tiên anh ta đã sai những tên côn đồ đến giết con. Và sau đó anh đến để giúp đỡ. Anh không sai những tên côn đồ làm điều đó, cũng như không khiến em bị đuổi học. Đúng, anh đã làm phiền em. Nhưng anh đã làm điều đó bởi vì em đã phớt lờ anh. Anh đã bắt cóc em vì em đã buộc tội sai cho bố anh. Anh không bao giờ có thể làm tổn thương em. Không bao giờ làm tổn thương em đâu. Anh không bao giờ. Tại sao em không hiểu điều đó chứ? Anh không làm tổn thương em. Tôi đã hiểu tất cả mọi thứ. Hãy làm những gì anh muốn đi. Ở lại đây nếu anh muốn. Tôi đi ngủ đây. Nghe nè mẹ hết. Sao ra, đối xử tốt với chính mình đi. Em không thể đi bất cứ đâu mà không để tôi bày tỏ cảm xúc của mình. Hãy nghe anh nói nào mê hết. Thưa ông, bây giờ tôi đang thấy tất cả những điều này khó chịu. Đầu tiên tôi được chẩn đoán mắc bệnh suy thận. Và bây giờ kẻ thù của tôi từ kiếp trước đã trở lại. Điều đó sẽ không giúp ích gì cho bà. Chúa đã đưa bà đến đây để mà cảnh báo bà. Bất kể bây giờ bà đi đâu, bà chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Bất kể bà đến nơi nào trên thế giới, họ sẽ theo bà. Bà chắc chắn đã phạm sai lầm khi giết họ rồi. Nhưng mà hôm nay bà đã phạm một sai lầm lớn hơn khi đưa họ đến gần hơn. Một trong số họ đã cứu người kia. Bây giờ họ rất khó để họ tránh xa nhau. Bà không có nhiều thời gian nữa đâu. Một cái gì đó sẽ phải được thực hiện rất là sớm thôi. Xin hãy để anh nói những gì anh muốn. Sau đó cơn tức giận của em sẽ giảm bớt. Anh dường như đã mất trí rồi. Hãy tỉnh táo lại đi. Được, anh đã mất trí rồi. Anh không thể nghĩ thông suốt. Nhưng mà bây giờ anh nói điều gì đó thẳng thắn từ trái tim anh. Mẹ hết, anh chắc chắn đối đầu với em. Nhưng em là người duy nhất anh nghĩ đến. Anh nghĩ rằng anh đã phát điên mẹ hết. Khi anh ở bên em, thời gian chỉ trôi qua mà thôi. Mẹ hết, anh nghĩ anh biết rõ về em. Và em thấy đó, đó là lỗi của em. Anh muốn trở thành của em nhưng em không đón nhận anh. Anh đang nói chuyện rác rưởi gì vậy? Hãy để tôi yên đi. Anh đang cư xử như một kẻ điên. Đúng, anh là kẻ điên. Anh đã đánh mất nó vì em. Mẹ hết, xin hãy nghe anh. Anh sẽ không để em rời xa anh nữa. Tôi sẽ giết chết anh đó. Được, giết anh đi nào.
Giết anh đi, nhưng anh sẽ không để em đi đâu. Bởi vì anh yêu em. Cảm thấy tim mình đập một lần. Nhìn vào mắt anh một lần, em cũng không có tình cảm với anh sao chứ? Anh yêu em mê hết. Em có yêu anh không? Anh đang nói gì vậy? Nó không có trong cảm giác của anh. Đồ xuất sự, ra khỏi nhà tôi, nhanh lên. Đi đi. Cả hai người đều giống với Chúa dành cho Mehmet. Mehmet đưa ra quyết định của mình, giữ quan điểm và cảm xúc của các người trong tâm trí. Các người có biết không, đối với cô gái này, không có gì quan trọng hơn hạnh phúc của các người hết. Tôi nghĩ tôi nên nói chuyện với các người trước khi bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy. Dạ. Cháu yêu Mehmet rất là nhiều. Cháu muốn kết hôn với cô ấy. Cháu có thể sống mà không cần Mehmet. Nhưng mà cháu không muốn sống. Làm ơn, xin hãy để cháu kết hôn với Mehmet. Sao ra, cậu đang nói gì vậy? Nghe nè, cậu đang ở trong trạng thái say xỉn. Cháu biết những gì cháu đang nói. Cháu đến với cô ấy trong tình trạng say xỉn để cháu có thể trút hết trái tim của mình. Giờ hôm nay, khi cháu vô cùng lo lắng về Mehmet, cháu đã tự nhủ rằng sẽ không chạy trốn khỏi sự thật nữa. Cháu sẽ không thể sống được. Bây giờ cháu đã nhận ra rằng cuộc sống của cháu xoay quanh cô ấy mà thôi. Và cháu đã yêu cô ấy rất nhiều. Xin hãy cố gắng hiểu đi. Cháu sẽ không thể sống thiếu cô ấy, vui lòng. Làm ơn, xin hãy để cháu có Mehmet. Cô ấy cũng đã yêu cháu, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Cháu đang nói với cô đây. Cháu đã nhìn thấy tình yêu cháu dành cho Mehmet trong mắt cô ấy. Anh yêu em thật lòng Mehmet. Cháu muốn Mehmet. Đừng tin những gì anh ta vừa nói. Nó sẽ không thể đi trong tình trạng này. Hãy để nó ngủ ở đây đi. Nó đã nói chuyện rác rưởi trong tình trạng say xỉn. Con không cần phải suy nghĩ quá nhiều vì những gì nó nói. Đến đây nào, đi ngủ thôi. Đi thôi nào. Nhưng anh sẽ không để em đi đâu. Bởi vì anh yêu em. Mẹ hết. Anh ta có nói sự thật không vậy? Chị à, em không muốn nói về điều đó đâu.
mình chưa bao giờ coi trọng người đàn ông đó. Nhưng mà hôm nay mình cảm thấy cậu ta đang nói sự thật. Bởi vì anh yêu em. Lần đầu tiên một người đàn ông đã cố gắng bịt miệng mê hết. Chẳng lẽ mê hết có thích anh chàng đó sao? Anh yêu em mê hết. Anh yêu em. Xin đừng rời xa anh mê hết. Anh yêu em. Mình đã làm hỏng mọi thứ hết rồi. Thậm chí mình còn uống nước trong ngôi nhà này nữa. Mẹ hết có thêm chất độc trong đồ uống không vậy? Trà đi nào. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống nào. Ngồi xuống đi. Dạ. Thưa bà, trà rất là ngon. Tôi biết mà. Húng quế và gừng đã được thêm vào đó. Nó rất tốt cho cậu. Uống nó đi. Cậu có nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua không? Tôi đang hỏi cậu một cái gì đó đó. Cậu có nhớ những gì đã xảy ra hôm qua không? Tôi đã làm gì về hành vi của cậu ngày hôm qua? Cậu còn nhớ không? Sao ra, tôi đang hỏi cậu vài thứ. Tôi nên làm gì với những điều cậu đã nói? Thưa bà, cháu muốn... Rita! Bà đang hỏi cậu ta điều gì?
không có ích gì khi hỏi cậu ta bất cứ điều gì đâu. Cậu ta và bố cậu ta chỉ thích vui chơi thôi. Họ thích làm phiền chúng ta. Mình cần kiềm chế cơn giận của mình, nên nhớ phớt lờ ông ta. Ông Sama, tôi muốn hỏi cậu ta một điều. Tôi muốn nói chuyện với anh chàng sất sượt này thôi. Sao ra? Ý cậu là gì vậy? Về những gì cậu đã nói ngày hôm qua, cậu có thật sự yêu Mehet không? Và Mehet có yêu cậu không? Trả lời tôi đi, sao ra? Mẹ à, mẹ hãy để điều này ra khỏi tâm trí của mẹ có được không? Người đàn ông này là một người say rượu. Anh ta hư hỏng, thiếu tôn trọng và ngang ngược mà thôi. Mẹ nghĩ anh ta đang nói sự thật hả? Anh ta không bao giờ nói sự thật đâu. Anh ta có thói quen nói dối và lừa người khác mà thôi mẹ. Điều đó có nghĩa là cậu đã không nói ra sự thật sao? Tại sao anh vẫn còn ở đây? Tối hôm qua anh ngủ có ngon không vậy hả? Anh sẽ phải rời đi, hay là anh mong đợi tôi phục vụ anh bữa sáng đây? Anh nên biết ơn chúng tôi vì đã không gọi cảnh sát vào đêm hôm qua. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy chúng ta nên gọi cho họ rồi. Em nên gọi đi. Em thích thú khi những người vô tội bị bắt. Em nên gọi cảnh sát đi. Vậy là đủ rồi. Mẹ hết, đừng nói nữa. Đi đến phòng của con đi. Chờ một chút mẹ. Con đang nói chuyện với anh ta. Nếu anh có vấn đề với gia đình tôi, và nếu anh nghĩ rằng chúng tôi không tử tế, vậy tại sao tối qua anh lại đến đây? Anh không có công việc gì khác để làm hả? Anh đang ấp ủ một âm mưu khác để đưa chúng ta vượt qua thử thách sao vậy? Lắng nghe nè. Chúng tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh, cũng như lắng nghe bất cứ điều gì anh nói. Chỉ cần rời khỏi nơi này thôi. Anh không nghe thấy tôi nói gì sao? Mẹ hết, vậy là đủ rồi. Về phòng của con ngay bây giờ nào. Mẹ à, không đâu. Con muốn chấm dứt vấn đề này một lần và mãi mãi. Nếu không, anh ấy sẽ không sửa chữa con đường của mình và tạo ra nhiều rắc rối hơn cho chúng ta. Con phát ngán vì tất cả những điều này rồi. Con không muốn anh ấy tạo ra bất kỳ vấn đề nào cho chúng ta nữa. Đủ rồi. Thưa bà, trà rất là ngon. Cảm ơn rất nhiều. Mẹ, tối hôm qua con thực sự rất là sợ mẹ. Hãy tránh xa những người quyền bí ra. Con đã cho mẹ một cuộc hẹn với bác sĩ. Ngoài ra, họ đã tìm thấy một người hiến thận. Aros. Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ rất may mắn có một đứa con trai như một người bạn. Con là một người may mắn đó mẹ. Mẹ đón con từ đường phố và đưa con trở về nhà. Mẹ đã nhận nuôi con. Hứa với mẹ rằng con sẽ luôn ở đó vì mẹ. Và tất nhiên rồi mẹ, mẹ thậm chí không cần phải nói điều này. Tôi đã cứu mạng anh bằng cách không để anh sống trên đường phố. Tôi sẽ bắt anh trả ơn Aros. Alo. Vâng, ông Alawat. Wow, chắc chắn rồi thưa ông. Cháu sẽ đến dự tiệc. Mẹ, còn mẹ thì sao? Nhà của Riti. Chết tiệt.
không phải một lần nữa chứ. Dạ không, không ông Alawat, không có gì giống như vậy đâu. Cậu sẽ phải đưa mẹ đi cùng. Mẹ của cháu cảm thấy không khỏe. Aras à, mẹ sẽ đi cùng với con. Ông Alawat, mẹ sẽ đi cùng với cháu. Wow, điều đó thật tuyệt. Tôi sẽ gặp cậu. Dạ, cảm ơn ông, tạm biệt. Tạm biệt. Mình sẽ phải dành thời gian cho Sawra và tìm hiểu xem trong lòng cậu ta có những gì. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Sawra hoặc Mehet lấy lại trí nhớ của chúng chứ? Và đến gần với nhau hơn, mình sẽ phải loại bỏ chúng càng sớm càng tốt. Tôi sẽ đến trường đại học ADS. Mehet đang được nhận vào đó thông qua hạng ngạch thể thao. Mẹ hết. Mẹ không nói gì trước mặt Vikram, nhưng mà mẹ không có bị mù. Mẹ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó là gì vậy? Em cần phải làm gì đó với cơn thịnh nộ cao chót vót của mình. Con à, sao mẹ? Mẹ có phải là người duy nhất nghĩ rằng Sawra đang nói sự thật không? Con biết anh ấy đang làm gì. Mẹ cần phải kết thúc điều này ngay bây giờ. Được rồi, nhưng hãy cho mẹ biết một điều. Nếu con ghét anh chàng đó đến như vậy, tại sao con lại lo lắng xung quanh cậu ấy chứ? Hả? Tại sao con cư xử kỳ lạ xung quanh cậu ấy? Nếu con ghét cậu ấy đến như vậy, tại sao con không đấm vào mặt cậu ấy như con đã đấm những người khác? Nếu con không quan tâm gì đến cậu ấy, và tại sao con lại đắp chăn cho cậu ấy vào tối qua? Tại sao con lại quan tâm đến cậu ấy nhiều như vậy? Làm thế nào nó quan trọng cho dù cậu ấy sống hay chết chứ? Con đã nói rằng con không muốn thảo luận về điều này. Con đắp cho anh ta một tấm chăn là bình thường, nhưng mẹ muốn sửa chữa mối quan hệ của chúng con. Được rồi, mẹ là một người không có học, nhưng mẹ đã học được từ kinh nghiệm trong cuộc sống. Mẹ có thể phân biệt giữa sự thật và dối trá. Mẹ hết, mẹ biết một sự thật rằng con và Sawra đã có tình cảm với nhau. Con là con gái của mẹ, mẹ biết rất rõ điều đó. Bởi vì anh yêu em. Mẹ hết, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói bất cứ điều gì. Jasmine, Sawra đã ăn chưa? Vẫn chưa. Nó đang ở đâu rồi? Nó đây rồi. Nào Sawra, tham gia bữa sáng cùng nhau nào. Cha đã tổ chức một bữa tiệc cho con ở nhà. Nhiều người nổi tiếng sẽ đến đây. Con nên gặp gỡ tất cả mọi người. Con sẽ sớm nhận được tài trợ, quảng cáo và ưu đãi chứng thực. Trước khi con tham gia đại hội thể thao châu Á, áp phích của con sẽ được dán trên khắp Delhi. Bố hy vọng con hiểu tầm quan trọng của nó. Dân thưa bố, đến đây nào. Dọn bữa sáng cho con đi nào. Trông nó yếu đuối quá đó. Bố à, con sẽ đi tắm một chút. Con sẽ ăn sau. Sao ra, tối hôm qua con đã ở đâu vậy? Tại sao vậy? Tại sao em lại hỏi nó điều đó? Nó là một chàng trai trẻ, nó chắc chắn sẽ có một số niềm vui ở độ tuổi này thôi, phải không? Vui vẻ cũng không sao Sao ra, nhưng đừng để bất cứ điều gì đánh lạc hướng sự chú ý của con khỏi quyền anh. Còn có rất ít thời gian cho cuộc thi, con có hiểu không? Dạ. Bố à, con sẽ trở lại sau. Sao ra,
nói cho mẹ biết sự thật. Con có thực sự tham gia bữa tiệc tối qua không? Con đã có mặt trong bữa tiệc. Mẹ hết, sao anh dám chứ? Mẹ hết, em. Bởi vì anh yêu em. Con không nhìn vào mắt mẹ, nó cũng cố sự nghi ngờ của mẹ. Có điều gì đó về sau ra mà con không muốn chia sẻ với mẹ biết. Có điều gì đó không ổn với mắt mẹ hoặc là đầu của mẹ rồi. Con không thể làm bất cứ điều gì về nó đâu. Mẹ hết. Được rồi chị à. Nói đi. Em biết chị có điều gì đó muốn nói. Chị cũng sẽ có những câu hỏi như mẹ. Nhưng mà tất cả những điều này là rác rưởi đối với em mà. Mẹ hết lắng nghe nào mẹ. Hãy để em ấy yên đi. Bây giờ em ấy đang rất tức giận. Bởi vì anh yêu em. Anh ấy không bao giờ nói sự thật mẹ. Anh ta có thói quen nói dối và lừa dối người khác mà thôi. Chúng tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh, cũng như không lắng nghe bất cứ điều gì anh nói. Con có ổn không vậy? Vâng thưa mẹ, con không sao. Tối hôm qua con lén lút ra khỏi nhà đi dự tiệc sao? Phải không? Đúng rồi mẹ. Con phải lặp lại chính mình bao nhiêu lần đây? Con đã đi đến một bữa tiệc. Ôi không, chú mới biết mẹ hỏi mình điều gì bây giờ. Được rồi, đi tắm đi. Con đã tiệc tùng suốt đêm rồi. Dạ, thưa mẹ. Mẹ, con có thể uống trà với gừng và húng quế được không? Gừng và húng quế sao? Thật là khó tin. Từ khi nào mà con dùng trà vậy? Thật ra con bị đau đầu. Con sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi con uống trà đó. Được không? Đi tắm đi, mẹ sẽ pha trà cho con. Dạ. Trà thế nào rồi? Dạ, thật là tuyệt vời thưa mẹ. Mẹ, đây là gì vậy? Tại sao con bị sốc như vậy chứ? Chỉ có một chàng trai trong ngôi nhà này đang ở độ tuổi kết hôn và đó là con. Vì vậy điều này phải dành cho con. Mẹ đã định nói chuyện với con về điều này ngày hôm qua, nhưng mà con không ở nhà. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Con không muốn kết hôn đâu, con chỉ muốn tập trung vào Quyền Anh. Mẹ không muốn con kết hôn ngay lập tức, ít nhất hãy gặp cô gái này. Con sẽ phải gặp một vài cô gái để có thể chọn một. Sau đó chúng ta sẽ hướng tới chuyện đó thôi mà. Xem cái nè, cô ấy thế nào? Hãy nhìn cô ấy đi, nè. Hãy nhìn cô ấy. Nhìn vào đây nè, mẹ chắc chắn rằng con sẽ thích cô ấy. Cô ấy là tốt nhất. Cô ấy là một bác sĩ. Chúng ta có thể tiết kiệm phí thuê bác sĩ rồi. Được không nào? Mẹ à, cô ấy thật sự rất là xinh đẹp. Cô ấy rất tốt. Con đề nghị mẹ kết hôn với cô ấy. Hãy lấy cô ấy đi.
con thích mẹ hết, có phải không? Con đã từng chia sẻ mọi thứ với mẹ, nhưng con đã không nói với mẹ rằng con đang yêu mẹ hết. Mẹ à, đó là nó không giống như vậy. Thề với mẹ và nói rằng con không thích mẹ hết đi. Mẹ à, làm ơn, không có gì đâu. Con luôn thích mẹ hết. Cô ấy biết cách đấu tranh cho quyền lợi của mình. Cô ấy không sợ hãi. Cô ấy yêu con. Cô ấy sẽ làm cho con trở thành một người tốt hơn do những gì đã xảy ra với cha của con. Thật là bất chấp, không ai biết được sự thật. Nếu con thích mẹ hết, chúng ta có thể nói chuyện với cô ấy về điều này. Mẹ đề nghị chúng ta đến nhà cô ấy với Sagun hôm nay. Mẹ sẽ trở lại ngay. Nè mẹ à, chờ chút. Nghe con, mẹ hết và con không yêu nhau được đâu. Và mẹ hết sẽ không đồng ý. Mẹ hết không đồng ý đâu. Mẹ hết, sao anh dám chứ? Bởi vì anh yêu em. Chúng tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh, cũng như không lắng nghe bất cứ điều gì anh nói. Mẹ, con không nghĩ rằng mẹ sẽ tin con. Cô ấy sẽ không bị thuyết phục, điều đó vô dụng rồi. Sau đó thuyết phục cô ấy, xin lỗi cô ấy, khiến cô ấy nhận ra sự thật. Chúng ta sẽ nói chuyện với cô ấy và cố gắng thuyết phục. Chúng ta không thể nào bỏ cuộc. Nhưng mà mẹ, còn bố thì sao? Hãy tập trung vào mẹ hết trước. Chúng ta sẽ đối phó với bố của con sao? Mẹ, mẹ nghĩ rằng điều này là đúng sao chứ? Hãy làm một việc, cố gắng đánh lạc hướng mẹ hết. Mẹ có một ý tưởng, đưa con bé ra ngoài để có cuộc trò chuyện. Nhưng mà mẹ ơi, chỉ cần làm như mẹ nói. Hôm nay mẹ sẽ đến nhà của Saura và nói chuyện với cậu ấy. Mẹ đã quyết định rồi. Chị à, em đang có cuộc trò chuyện sau một thời gian dài. Huấn luyện viên Sama thì không. Hãy cho em thức ăn nhiều dầu và thơm ngon. Đó là lý do tại sao chị đưa em đến đây. Ăn theo ý mình đi nào. Chị à, chị có nhớ lần đầu tiên chúng ta đến đây không? Mẹ! Mẹ hết! Điều gì xảy ra vậy? Không có gì. Hãy làm một điều đi. Chúng ta hãy đi và có Parathat tại Parathewali. Được thôi. Mẹ à, không ai trả lời rồi. Chúng ta nên thông báo cho họ trước khi đến đây. Gọi cho họ và thông báo cho họ ngay bây giờ nào. Hỏi mẹ hết cô ấy đang ở đâu. Được rồi, để con gọi. Cuộc gọi của Saura sao? Chuyện gì vậy? Anh muốn gì? Anh đang ở bên ngoài cửa nhà em, không có ai ở nhà. Sao anh dám chứ? Anh đang làm gì ở chỗ ở của tôi? Chúng tôi không ở nhà và chúng tôi sẽ không về nhà vì anh đang ở đó đó. Mẹ hết à? Tại sao anh ấy lại tiếp tục đến nhà chúng ta chứ? Ôi không, anh ấy đang ở nhà của chúng ta. Và mẹ đã đến nhà của anh ấy. Và anh ấy ở đây. Cái gì? Chào mừng. Đến đây nào. Gặp bà ấy. Bà ấy là mẹ của con trẻ tương lai của tôi. Bà ấy rất là uy tín. Bà ấy đã đi cùng tôi đến trường đại học. Tôi sẽ nhận được một thức uống. Không không không, xin đừng bận tâm. Bà là mẹ của con trẻ tương lai của tôi. Bà đã đến dự bữa tiệc của tôi. Tôi sẽ lấy cho bà thức uống. Làm rượu whisky mạnh. Chắc chắn rồi thưa ông. Sao ra thật không thể tin được. Thằng bé đã đi cùng với mẹ nó đến thăm ngôi đền thờ vào lúc này. Đó là một kẻ ngốc.
Xin lỗi, cho tôi hỏi. Dân thưa bà, sao ra có ở nhà không? Nói với tôi. Có chuyện gì vậy? Ông là Alawat sao? Để mình đi kiểm tra xem sâu ra đang ở đâu. Nếu không mình sẽ phải ở lại lâu hơn trong bữa tiệc nhàm chán này. À, xin lỗi, tôi muốn gặp sâu ra. Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu ấy đâu. Đừng lãng phí thời gian của tôi. Con trai tôi chia sẻ mọi thứ với tôi. Nói cho tôi biết bất cứ điều gì bà phải làm, hoặc nếu không hãy rời đi. Thưa ông, bất cứ điều gì xảy ra giữa gia đình chúng ta đều là không đúng. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ phải quên đi quá khứ cho con cái của chúng ta. Ý bà là gì vậy? Liên quan đến quyền anh, con trai tôi sẽ thắng, bà có hiểu không vậy? Con trai tôi chắc chắn sẽ tham gia đại hội thể thao châu Á. Bà có hiểu không? Ông đã nhầm rồi. Tôi không nói về quyền anh. Tôi ở đây để nói về một chuyện khác. Đêm qua sau ra đã đến nhà tôi. Cậu ấy nói cậu ấy thích Mehet, và cậu ấy muốn kết hôn với Mehet. Đó là sự thật. Thằng bé muốn kết hôn với Mehet. Anh thật là kinh tởm. Tôi thậm chí không muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh nữa. Anh có thể yêu tôi nếu anh muốn. Hãy làm những gì anh muốn đi. Đừng mong đợi bất cứ điều gì từ tôi. Hãy xuống địa ngục đi. Tôi không muốn nói chuyện với một người đàn ông ghê tởm như anh. Chứ đừng nói đến việc là yêu anh. Nè, nói cho tôi biết những gì anh muốn nói. Anh sẽ bắt đầu bằng cách nói lời xin lỗi. Và sau đó anh sẽ nói rằng anh yêu tôi sao?